Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của các bạn đã tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe thể cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của các bạn nhiều sức khỏe và luôn có nhiều thành công trong công việc cũng như cuộc sống. Một ngày tràn năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay tiếp tục lên cho anh em một mẫu xe tải với thương hiệu của em, đó là Hyundai HD500. Tải trọng thiết chở hàng hóa là 4 tấn 990, dưới 5 tấn, 4 tấn 9 anh em. Khối lượng toàn bộ là 8 tấn 2, khối lượng bánh thân là 3 tấn. Phiên bản thùng mới bạc mở 5 bựng. Chiều dài của cái thùng là 4m4, chiều ngang là 1m950, chiều cao là 1m830. Đây là dòng xe do nhà máy Thaco Trường Hải lắp ráp và sản xuất, nhưng mà cục máy cabin là của Hyundai nha anh em. Hyundai ghế bọc da 3 chỗ ngồi, máy lạnh đầy đủ, kính chỉnh điện có cửa trung tâm, vô lăng trợ lực rất là nhẹ nhàng luôn. Nó xe được 129.000 km, cũng tương đối ít, xe chạy rất là mướt. Dòng xe tải 5 tấn mà thùng ngắn, thùng 4m4, do nhà máy Thaco Việt Nam ráp và sản xuất, HD500, chạy cũng rất là sướng. Đã 2016 nha anh em, niên hạn sử dụng đến ngày 144, sorry anh em, niên hạn sử dụng đến ngày 141 nha. Hyundai HD500 chạy rất là mượt, 5 số tiếng 1 số lùi, máy lạnh đầy đủ, tấp bi tấp lô cửa rất là sang trọng, xe zin toàn bộ từ đầu đến đuôi, trùng bọng cứng khừ đó. Nên em thấy cái mẫu xe tải Hyundai HD500 4 tấn 9, thùng nhà 4m4 xịn sò như này, cứ liên hệ trực tiếp với mình hoặc đến xem xe trải nghiệm lấy thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì hãy xin em nói về phục vụ mục đích kinh doanh vận tải vận chuyển hàng hóa của anh em, quý hàng của bạn. Với mức giá dự kiến chào bán cho anh em siêu phẩm thì bên mình đang dự kiến chào bán cho anh em là 420 triệu nha anh em. Đó, 420 triệu có thương lượng cho anh em trực tiếp đến xem xe trải nghiệm lấy thử. Nói chung là xe mọi thứ đều rất là ok, lắp thùng bọng cứng khừ, chiều ngang là 1m950, chiều cao là 1m830, sàn sắt chập sóng nha. Đó, thùng mở 5 bựng. Nếu anh em quan tâm cái mẫu xe thùng bạc xịn sò này cứ liên hệ trực tiếp với mình. Đường kính mâm là 16 inch, vỏ 7 inch. Với mức giá ra đi em HD500 này là 420 triệu, bao rút hồ sơ gốc cho anh em trực tiếp anh em xem xe trải nghiệm và lấy thử nha. 420 triệu bao rút hồ sơ gốc Hyundai HD500, 4 tấn 9, thùng 4m4, đã 2016, máy cơ máy Hyundai, máy lớn, dung tích xi lanh của khối động cơ này là 3.9 lít nữa nè, trước sơn màu xanh, xe zin toàn bộ, xe cực kỳ đẹp, cực kỳ nguyên bản luôn đó. Nếu anh em quan tâm cứ đến đây xem xe trải nghiệm và lấy thử, nếu cảm thấy phù hợp thì hãy xin em nói về phục vụ mục đích kinh doanh mình đã chuyển hàng hóa cho nhau, quý hàng cùng các bạn siêu phẩm. Xe rất là đẹp luôn nha, rất là cứng cáp luôn anh em. HD500 động cơ với dung tích xi lanh của khối động cơ là 3.9 lít, công suất đạt 88 kW chạy vòng tua 2009, máy cơ 4 máy. Đó, máy rất là khỏe luôn, máy chạy rất là sướng, rất là mượt, 88 kW chạy vòng tua 2009, máy dầu 4 máy, 4 xi lanh thẳng hàng. Đó, có turbo tăng áp, máy Hyundai dung tích là 3.9 lít nha nè, công suất rất là khỏe. Nếu anh em quan tâm cứ đến đây xem xe trải nghiệm lấy thử. Cảm ơn anh em, quý khách hàng của bạn đã theo dõi cái video báo giá cũng như là cập nhật liên tục tình hình giá cả xe tới của bên mình. Hẹn gặp lại anh em, quý khách hàng của các bạn trong những cái video báo giá tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại.